Có một quán bún bò Huế nằm giữa lòng quận 7 với tô bún thơm ngon, ăn vào là gây thương nhớ. Quán mình nói đến là bún bò Huế Hương Thanh, nằm tại địa chỉ 60 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7. Tuy nhiên, quán nằm ngay góc Nguyễn Thị Thập và Mai Văn Vĩnh, nên khi đến ngay ngã ba này là bạn đã thấy quán rồi nha. Ở đây có tô bún với giá cực kỳ sinh viên luôn, chỉ 32.000 đồng. Tô bún chất lượng với thịt nạm bò dai mềm, chả quế, chả cua chín gốc Huế và nước dùng dậy mùi ruốc xả, vẫn giữ được vị ngọt thanh của xương bò được hầm hàng giờ liền. Ở đây tô đặc biệt với giá 55.000 có khá nhiều topping. Cục giò khá là to nè, tái hấp chưa hết đâu, còn chả cua nữa. Rau sống khá là tươi. Cái phần này là dành cho những cái bạn mà đam mê béo. Một phần sụn thơm, nó giống như là cái phần nạm nhưng mà nó gần cái phần sườn non á. Ở trên này nè, nó có dính cái lớp mỡ bò nè, khá là chất lượng, ngon lắm nha. Wow, cắn vào á, cái miếng thịt nó tan ra trong cái vòng miệng luôn, ăn khá là ngon. Ngon nha. Ăn tô bún này sẽ được khuyến mãi cái ly trà sữa này, chỉ có 12.000 thôi. Trà sữa dâu. Thôi, mọi người có thể nhìn thấy cái lớp trân châu nè. Trân châu đen hơi bị dày nha. Khá là dày luôn.